Nhưng mà đây là nguyên một team của bọn em support tất cả mọi người, không chỉ là một agent mà là cả một team giúp đỡ cho cô chú anh chị để tìm kiếm mua được những căn nhà ưng ý nhất. Là vui và cũng rất là happy, bởi vì là không những là chỉ một cái người agent, khi mà cô chú anh chị làm việc với một cái người realtor là chỉ có một người realtor đứng ra giúp cô chú anh chị thôi, nhưng mà đây là nguyên một team của bọn em support tất cả mọi người, không chỉ là một agent mà là cả một team giúp đỡ cho cô chú anh chị để tìm kiếm mua được những căn nhà ưng ý nhất. Và không chỉ là limited ở một khu vực, ví dụ như là chỉ là Tampa Bay hay là chỉ là Orlando không, mà bọn em expand ra nhiều khu vực, thành ra là khi mà khách chưa có biết được là chọn khu vực nào thì bọn em có thể tư vấn cho cô chú và anh chị tốt nhất để mà expand ra những khu vực lân cận nữa. Thành ra là cô chú anh chị hãy yên tâm khi mà chọn team của chúng em, đúng không anh? Đúng vậy. Yeah. So, nếu bây giờ mình chưa biết mua đâu, tại vì thành phố quá nhiều trong Florida, thì là anh chị cô chú có câu hỏi gì thì gọi bác hay gọi Julie. So same thing, you don't know where you want to move. Florida is a big diverse community. So you got a little question, give me or Julie a call. We'll help you dissect and figure out what's best for you, and we'll help you come to Florida. I'll see you soon. All right, thank you. Call us if you need anything. Nếu mà cô chú anh chị cần mua bán nhà hoặc list nhà ở những cái khu vực từ Tampa Bay, Orlando, Fort Myers, Sarasota hay là những khu vực lân cận, thì hãy liên hệ với team của chúng em ha. Thank you.